Chào các em, trong video trước thì thầy đã quay xong cái phần số 1 là tập về chuyên ngữ hợp số. Phần 1 thì thầy đã quay xong các em. Giải xong ta hướng dẫn giải xong ta câu số 1 này, số 2, số 3. Hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn ta giải câu số 4, bắt đầu từ câu số 4. Thì trước tiên với câu số 4 này thì chắc chắn chúng ta phải tìm được cái hàm f phải x. Đây người ta cho f phải u, chúng ta phải tìm f phải x, sau đó thì ta sẽ tiếp tục liên quan đến bài toán hàm hợp để tìm cái tham số m để cho hàm số có 7 điểm cực trị. Ok. Rồi. Câu số 4 này. Trước tiên thì ta sẽ tìm hàm f phải x thì ta sẽ có là x này. Ta đặt lên u này. U chính là bằng 1 cộng với 2x. Rồi dưới là f phải u. F phải của u. Ok. Trừ vô cùng này cộng vô cùng, cái hàm này khá là đơn giản thôi, cái hàm trừ ngược hàm thì rất là đơn giản, nó là quan hệ bậc nhất, quan hệ bậc nhất và nó cũng là cái số a này nó là dương này, thì nó rất là dễ. Thì chúng ta quan tâm đến cái điểm là điểm cắt này, cắt đây là đồ thị của f phải x, f phải của 1 cộng 2x. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có trừ 4 này, có trừ 4 rồi 1 đến 5. Rồi tại trừ 4 thì f phải u là bằng 0 này, 1 là bằng 0 này, lại bằng 0 này. Ok, tiếp tục ở đây chúng ta thấy này, từ quan tâm dòng thứ hai này, dòng thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ xét dấu trước này, xét dấu. Thực ra điểm cực trị cũng không cần xét dấu đâu, bởi vì chúng ta qua đến đổi dấu chắc chắn này. Đây là gì? Chỗ này nó dương này. Ở đây dương này, chỗ này là dương này, chỗ này âm này. Được chưa? Chỗ này dương, âm. Được chưa? Dương này, âm này, dương, âm. Ok. Ở đây ta điền dòng thứ hai, dòng thứ hai chúng ta sẽ có trừ vô cùng thì đây vẫn là trừ vô cùng này. Ở này trừ 4 thay trừ 4 này, trừ 8 cộng 1 là trừ 7 này. Thay 1 vào đây thì nó là 3 này. Thay 5 vào đây nó là 11 này. Ok. Vậy thì ta có u và f phải u giống như x và f phải x, đúng không ạ? Đây là cộng vô cùng nữa này. Đó. Thì đây là x này, thì đây chính là gì? Là f phải x. Quan hệ nó giống vậy. Ok, u với f phải u và x với f phải x nó là một. Đó, chúng ta sẽ xong được cái hàm truy ngược. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét cái thằng hàm hàm hợp phía dưới để tìm điểm cực trị này. Chúng ta sẽ xét cái hàm y bằng f của trừ chỉ tuyệt đối của x bình, chính là x bình thế thôi, cộng với 2 chỉ tuyệt đối của x trừ 20 cộng với m. Đó. Thì bây giờ xét cái hàm này để có 7 điểm cực trị. Coi như bây giờ bài toán người ta cho cái thằng x và f phải x là như này có bảng rồi, đúng không? Thì bài này nó chính là cái bài gì? Bài hàm hợp thôi. Hàm hợp là thì có tham số mà cực trị của hàm hợp chứa tham số. Thì cái dạng bài này thì chúng ta thấy là khá là quen thuộc rồi. Nếu bạn nào mà xem nhiều video trên kênh của thầy khá là nhiều với cái bài tập liên quan dạng hàm hợp kiểu này. Thì ở đây thì thầy sẽ sử dụng cái chúng ta chú ý một chút này về mặt kiến thức này là cái hàm y bằng fu này, y bằng fu ấy. Đó. Thì chúng ta sẽ có số điểm cực trị, có số điểm cực trị bằng số điểm cực trị của cái thằng u u cộng với là gì? Số nghiệm đơn của phương trình u bằng các xi đấy, với xi là các điểm cực trị của fx đó. Thế thì trong bài toán này thì cái thằng xi này này nó chính là gì? Trừ 7 3 và 11. Đó, chữ 7, 3, 11. Thế thì bây giờ với bài toán này thì ta có thể làm theo hướng đó. Vậy thực chất ý, chúng ta thực chất cái công thức này nó chính là cái gì? Nếu như chúng ta mà giải cái thằng này ra thì dùng y phẩy nhá, mình thầy sẽ nói rõ tại sao nó có cái công thức này hay có cái mà
mình gọi là cái thủ thuật này đi, có một cái công thức này đi, thì người ta chú ý này là y phẩy đây, ở đây nhá, thầy nói chỗ này nhá, bằng là gì? Bằng u phẩy nhân f phẩy u, đúng không? Thì cho nó bằng không này, thì người ta cho bằng không thì người ta thấy nó sẽ là u phẩy bằng không này và f phẩy u bằng không. Thế f phẩy u bằng không ấy thì có phải là tương đương với là u phẩy bằng không, và f phẩy u bằng không tức là u sẽ bằng các x y đó, x y tức là x y nó sẽ nghiệm là nghiệm của cái thằng gì, à là nghiệm của thằng f phẩy x bằng không, hay là các điểm cực trị, x y là các điểm cực trị, chính xác các điểm cực trị. Bởi vì thực ra này, nếu như mà x y không là điểm cực trị thì thằng này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không? Vậy thì có phải là ở cái số này, số điểm cực trị của cái thằng y bằng fx này chính là cái số nghiệm đơn của thằng y phẩy, số nghiệm đơn y phẩy này thì đây là số nghiệm, chỗ này là u phẩy bằng không là số nghiệm đơn, số nghiệm đơn hoặc là nghiệm bội lẻ đấy. Thế thì nghiệm đơn bội lẻ của thằng u phẩy bằng không này cũng chính là số điểm cực trị của cái thằng u này, u này, thấy chưa? À, thế còn cái phương trình xu u bằng x y thì cũng là có số nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ, thì nó này là qua đấy nó sẽ đổi dấu, qua đấy đổi dấu thì nó sẽ là số điểm cực trị thằng y phẩy đấy. Nên ta lưu ý đấy, cộng với này, với này, ok, chúng ta hiểu chỗ này nó chính là thằng này này, thằng này nó quyết định ở đây số điểm cực trị đây, thế còn thằng này nó chính ở đây đó, thì cộng hai thằng đấy thôi là sẽ thành là gì, số điểm cực trị y phẩy. Bản chất nó từ đâu ra, từ cái thằng này thôi. À, chẳng qua các thầy cô làm nhiều, các thầy cô rút ra cái công thức này để chúng ta dễ hình dung thôi. Ok, thế áp dụng một cái bài toán này thì chúng ta sẽ có cái gì? À, thì chúng ta trước tiên ấy là sẽ xét cái thằng u thế nào. Mình xét cái thằng u này thực chất là đặt là u, nhưng mà mình sẽ gọi cái thằng hx đi, mình sẽ làm rời cái thằng này ra. Làm rời này ra thì chúng ta sẽ gọi là cái thằng hx này. Hx gọi thằng hx nhá. Hx là bằng trừ x bình cộng với 2x, 2 trị x thôi. Đó. À, còn chỗ này chúng ta sẽ bỏ riêng ra, tí chúng ta sẽ cộng vào thằng này thôi, không có gì khó khăn cả. Và chúng ta thấy là cái thằng ở h1x đi thì bằng, mình bỏ trị đối, trừ đi x bình cộng với 2x. Chúng ta thấy này, cái thằng hx này, này nó chính là trường hợp đặc biệt của cái thằng h1x, tức là cái hàm này là hàm gì, hàm trị đối, hàm này hàm chẵn này, nó có gì, đồ thị đối xứng qua trục OI, hay nói khác là cái phần bỏ cái phần phía bên bên trái của thằng H1 xong lấy đối xứng bên phải của trục OI qua OI à, thì sẽ được thằng H này. Cái thằng này thì chúng ta biết là đây hàm hàm chính là cái dạng là y bằng f trị tuyệt đối của x. Đó, thằng này này chính y trị f trị x này là dạng của nó nhé. Thế bây giờ trước tiên ta viết cái thằng vẽ thằng H1 này. Chúng ta có cái thằng H1 nha. Đây, H1 đây. Đấy. Thằng à, ở đây mình vẽ h1 là x này. Chúng ta thằng này là hàm parabol thì dễ vẽ rồi đúng không? À, x bằng 0 thì y bằng 0, x bằng 2 thì y bằng 0 này, và điểm đỉnh nó là trừ b trên 2 trừ delta môn a, thì trừ b trên 2 a nó bằng 1, thay 1 vào đây nó bằng 1, vậy điểm đỉnh nó là 1. Đây. Đó, đi qua 0 này, đi qua 2 này, thế là 1 này. Thế là 1 này. Đó. Nên ta vẽ đồ thị nó như này. Parabol hơi xấu chút. Đó. Đây là 2 này, đây là 1 này. Ok. Rồi thế bây giờ thằng H đây là H1x nhá. Thế còn thằng HX thì chúng ta sẽ bỏ cái phía bên gì? Bên trái trục UI, đây là UI này. Chúng ta lấy đối xứng phần bên phải qua bên trái thì đối xứng đây. Đây là sang đây nó đây là 1 này, trừ 1 này. Đây là gì? Trừ 2 này. Đó thì nó thành như này. Được chưa? Thì đây chính là cái thằng HX của chúng ta, HX. Đó. Thế thôi. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là nếu như ta đặt U, U mà bằng gì? HX thì là lấy thằng HX này. Trừ đi 2021 20 cộng với M. Đó, 2020 cộng M. Thế thì chúng ta sẽ thấy cái hàm như sau. À, chúng ta thấy cái thằng U này cũng có mấy điểm? Thằng này có gì? Có 3 điểm cực trị rồi nha. Thì chúng ta thấy là U nó có 3 điểm cực trị rồi nha. 3 điểm cực trị thì chúng ta thấy là ở đây muốn có cái hàm y bằng fu này có 7 điểm cực trị, thì chúng ta thấy rằng theo cái lý thuyết vừa rồi đúng không? Theo lý thuyết vừa rồi thì U bằng các xy này,
À, tức là u bằng trừ 7 này, u bằng 3 này, u bằng 1 này. Thì lúc này chỉ có gì? À, có 4 nghiệm đơn thôi, đúng không? 4 nghiệm đơn. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ thấy là u bằng trừ 7 này, u bằng 3 này, u bằng 11 sao, đúng không? Đấy nhỉ, để thì xem lại. Ok, trừ 7, 3 bằng 11. Thì lúc này à, cả cái chỗ này là có bao nhiêu? Có 4 nghiệm đơn. 4 nghiệm đơn. Đấy, 4 nghiệm đơn. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái hình dạng của thằng U này, từ cái hình dạng của thằng HX thì chúng ta sẽ suy ra cái hình dạng U nhá. Chúng ta chú ý này, cái hình dạng của cái thằng HX ở đây, chúng ta nhìn HX này là từ trừ vô cùng cho đến đây, lên đây là một này, chỗ này là một này, xong xuống đến không này, xong lên một này, đến trừ vô cùng. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần trừ đi 2020 cộng với m vào thôi, những các điểm đỉnh này. Vậy thì từ đấy suy ra chúng ta sẽ có cái hình dạng dạng của đồ thị hay là bảng biến thiên được. Từ đây chúng ta suy ra bảng biến thiên của cái thằng U, đúng không? Là x này. Đó, x này là U này. Đó, x U luôn nhá. Thì nó sẽ như thế này. Trừ vô cùng này, cũng thế thôi, thằng này trừ 1 này. Rồi thằng này là 0 này. Đây, thằng 1 này. Rồi cộng vô cùng này. Ok. Thằng này trừ vô cùng đi lên này. Đi lên ở đây là 1. Đó, H là H. Mắc nó là 1 này. Thì trừ đi 2020 thì thành gì? 20 trừ 2019. À, đúng không? 1 trừ đi 2020 thì còn trừ 2019 cộng M, hay là M trừ đi 2019 này. Rồi ok, tiếp tục xuống đến đây. Tiếp tục đến đây tại không này, không thì nó bằng không đúng không? Thằng HX nó bằng không. Không cộng với cả cụm này thì bằng chính nó thôi, bằng M trừ đi 2020. Tiếp tục lên đến thì đến 1 thì cũng vẫn vậy đúng không? Nó giống thằng này, nó chính là M trừ 2019. Rồi đi xuống trừ vô cùng. Đó. Đấy. Thì đây là trừ vô cùng, đây là trừ vô cùng. Ok, đây là hình dạng của cái thằng U. Thế thì bây giờ nó yêu cầu là cái bốn ba cái phương trình này là nó chỉ có gì? Có bốn nghiệm đơn thôi. Bây giờ thì cái thằng trừ 7, 3 với 11 nó ở vị trí nào để cho ba cái phương trình này nó chỉ có bốn nghiệm đơn? Thì chúng ta sẽ thấy này, cái thằng trừ 7 bao giờ nhỏ nhất này, xong đến 3 rồi đến 11. Thế trừ 7 mà nằm ở đây. Trừ 7 nằm đây. Đấy. Và 3 nó nằm ở đây. 3 nằm đây thì chúng ta sẽ có một nghiệm này, hai nghiệm, ba nghiệm, bốn nghiệm thỏa mãn. Và đương nhiên lúc này thằng này thỏa mãn rồi thì thằng 11 ấy, nó phải không cắt, nó phải nằm trên hoàn toàn này. Đó, 11 nằm trên này. Đấy là 11 nằm đây. Vậy ta sẽ có trường hợp 1 này. Trường hợp 1. Trường hợp 1 là gì? Là thứ nhất là chúng ta cho cái thằng M trừ 2019 này. Nó sẽ sao? Nó sẽ nhỏ hơn 11 là rõ rồi, đúng không? Thế bằng 11 thì có được không? Bằng 11 tức là 11 đi qua cái chỗ này, đi qua cái đỉnh 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 này, đúng không? Hay cực trị, giá trị cực trị này. Thì chúng ta cả giá trị cực trị này thì nó sẽ tiếp xúc đây, nó coi nó khác là nó sẽ có nghiệm kép, đúng không? Thì nó cũng không phải là nghiệm đơn. Đây nó bắt buộc là phải có bốn nghiệm đơn. Nhưng nghiệm kép cũng chẳng ảnh hưởng gì đúng không? Thì vẫn thằng này nó vẫn có ba nghiệm ba bốn nghiệm đơn rồi. Thì trong trường hợp này bằng 11 cũng được này. Đó, ok chưa? Bằng 11 được. Rồi tiếp tục này. Thế thì trong trường hợp này thì nếu như thằng 3 này bắt buộc nó phải làm sao? 3 này bắt buộc phải nhỏ hơn thì m trừ đi 2020 đúng không? Hay là m trừ 2020. Này nó sẽ lớn hơn 3 thì rõ rồi. Lớn hơn 3 rõ rồi thì tức là 3 nhỏ hơn đúng không? Lớn 3 rõ rồi, bằng 3 được không? Thì nếu bằng 3 nó chỗ này này thì vẫn có hai cái nghiệm kép. Vẫn hai nghiệm xin lỗi, hai nghiệm đơn ở phía bên đây đúng không? Nếu bằng 3 đây nhá. Bằng thằng này bằng 3 đây, nó đi qua đúng không? Nhưng 3 nó nằm đây thì chỗ này là có nghiệm kép này thì cũng không tính này, chỉ có mỗi gì thôi. Chỉ mỗi hai nghiệm đơn này nó vẫn thỏa mãn này thì thằng này bằng 3 này. Đó. Thế còn thằng trừ 7 thì không cần phải điều kiện nữa, bởi vì nếu 3 mà nó đã nhỏ hơn thì trừ 7 chắc chắn nhỏ hơn. Thì chỗ này không cần điều kiện. Nếu có điều kiện vào thì nó chỉ nằm ở trong hai điều kiện này thôi. Đó, là nó sẽ thỏa mãn. Ok, thằng này là sẽ xong này. Đó. Thì đây ta sẽ giải ra được là gì? M nhỏ hơn hoặc bằng, chuyển vế sang thằng này là 10 này, 20 này, 30, 2030. Thằng này M lớn hơn hoặc bằng, chuyển sang là cộng là 2023.
Ấy tóm lại là lúc này ta sẽ có là m bao nhiêu? 2023 nhỏ hơn bằng m, nhỏ hơn bằng 2030. Đó. Nhưng mà đây nó lại là từ 2021 đến 2021 cơ, thì đương nhiên là không thỏa mãn rồi, tức là không có m. Không có m. À, thỏa mãn. Đó, thỏa mãn. Bởi vì đây thuộc đây, thỏa mãn gì? Thuộc trừ 2021 cho đến 2021. Ok, cũng mở thỏa mãn đúng không? Rồi đến trường hợp 1 nhá. Đến trường hợp 1 chúng ta, trường hợp 2 sao đây? Trường hợp 2. Trường hợp 2 thì chúng ta thấy như này. Bắt đầu chúng ta thằng giá trị những cái thằng đường này này. Đây, mình xóa đi nhá. Đó. À, mình thay nó cái một khác đi nhỉ. Đây, ví dụ trong trường hợp này. Đó. Trong trường hợp mà cái thằng trừ thằng trừ 7 nó nằm đây. Trừ 7 nằm đây. Đúng không? Vậy trừ 7 đây là cắt 1 2 3 4. Riêng thằng bằng trừ 7 nằm ở cái vùng từ chỗ nằm trong vùng này thì nó đã có 4 rồi, thì bắt buộc cái thằng 3 nó phải nằm trên này. Thằng 3 phải nằm đây. Thì nó không cắt thì đã đủ rồi, đúng không? Cắt đã đủ rồi. Đấy, còn nếu thằng 3 mà nằm trong vùng này thì nó có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 rồi. 8 cộng 3 nó bằng 11 cơ, đúng không? Đấy, 11 điểm cực trị. Đó. Thế còn trong trường hợp này chúng ta sẽ trường hợp 2 này thì chúng ta sẽ thấy cái gì? À, chúng ta sẽ có như sau. Lúc này ta có là thằng gì? M trừ 2020 là nhỏ hơn trừ 7, nhỏ hơn m trừ 2019, được chưa? Đấy. Và đương nhiên là m trừ 2019 ấy là sẽ nhỏ hơn 3. 3. Rồi ta xét tại các đương nhiên chỉ cần nhỏ hơn 3 thôi thì 11 nó sẽ nằm trên 3 này, nằm trên 3 thì nó sẽ vẫn thỏa mãn, đúng không? Đó. Thế thì ở đây chúng ta xem là lấy số bằng được không nhá. Thứ nhất là lấy số bằng ở chỗ 3, lấy bằng 3 ở đây, 3 bằng thì đương nhiên chỗ này có hai cái nghiệm kép rồi, không tính, vậy thì lấy được bằng này. Đúng không? Phải hỏi không nhỉ? Đó. Đây nhá, nếu m mà bằng đây. Đúng không? Bằng m bằng 3 đây đúng không? Bằng bằng 2019. Ok. Xem nào, xem bằng 3 được không? Nếu bằng 3 ở đây thì chúng ta thấy rằng là 2019 là bằng 3. M trừ 2019 bằng 3 thì nó có nghiệm kép này, thì nó không tính này, nó bỏ này. Thì m thì đây thôi, ok rồi. Để xem là bằng được nha. Tiếp tục xem bằng trừ 7 có được không? Bằng trừ 7 được không nhé. À, cái thằng m trừ 2020 bằng trừ 7 được không? Thì chúng ta xem nó nằm chỗ này. Bằng trừ 7, nếu giả sử thằng này bằng trừ 7 nó nằm đây. Thì nó cắt chỉ có mỗi hai nghiệm đơn thôi. Hai nghiệm đơn thì không được rồi. Hai nghiệm đơn không được. Ok. Đấy, hai nghiệm đơn thì bỏ. Đúng rồi, hai nghiệm đơn thì bỏ. Rồi, không được vì nó phải có bốn nghiệm đơn cơ. Xong. Thế thì không lấy dấu bằng được. Cái m mà bằng phía trên này thì chỉ có hai nghiệm kép thì cũng không lấy được. Vậy nói tóm lại trên này thì không lấy được dấu bằng. Chưa? Vậy chúng ta sẽ có thằng nào tương đương với cái gì? Thứ nhất là m chỗ này nhỏ hơn bằng 2022. 22. Thằng trên này chuyển sang đây. À, thằng này sang đây thì m nhỏ hơn bao nhiêu? Thằng này chuyển sang đây là 2013. Đúng không? 2020 trừ đi 7 2013 và thằng này chuyển sang bên này thì m lớn hơn, thì m lớn hơn chuyển sang đây 2019 trừ 7 2012. Đó. Vậy ok, kết hợp vào thì ta sẽ có là 2012 nhỏ hơn m nhỏ hơn 2019.
13. Và m nguyên thì không có giá trị m, không có giá trị nguyên. Không giá trị nguyên, cả hai trường hợp không có giá trị nguyên. Ok, đây trường hợp số 2 là không có này. Sang trường hợp thứ ba thì chắc là khó rồi, không có trường hợp nào được không? Chắc hết rồi. Nếu thằng trừ 7 đã lực vượt lên trên thì càng không có. Đúng không? Thế còn nếu cái thằng 11 nó ở dưới này thì kiểu gì kiểu 11 nằm ở vị trí nào đó thì cũng không được. Ví dụ 11 nằm đây. 11 nằm đây, 1 2 3 4, riêng 11 đã có 4 rồi thì kiểu gì cái thằng 3 với thằng 7, thằng 3 với 7 ít nhất là thì cắt lại 2 điểm thì nó thành 4 nữa là 8, đúng không? 8 thì nó thành gì? Thành 11 rồi chứ không phải là là 7 điểm cực trị nữa. Nói tóm lại là chỗ này chúng ta hết trường hợp rồi. Ok. À, hết. Vậy thì đáp án là gì? Thằng trên không có, thằng dưới cũng không có, vậy đáp án là A rồi. Không. Chưa? Đáp án ta khoanh vào A. Không. À, không có giá trị. Thì đấy là câu số 14 của chúng ta. Tiếp tục ta sang câu số. À xin lỗi, đây câu số 4 này, câu số 14, câu số 5. Ta sang câu số 5 này. Ở đây thì chúng ta vẫn phải tìm gì? Tìm cái thằng F phẩy, đó, F phẩy x. Cũng tương tự như vậy thôi nhưng nó hơi khác một chút, chúng ta chú ý này. Cái bài toán ấy nó có F phẩy u và F u phẩy nó sẽ khác nhau nhé. F u phẩy này thì đúng ra nó chính là bằng u phẩy nhân với F phẩy u. Đó, thì thằng này nó không có u phẩy. Nhưng chú ý cái cách ký hiệu đây này. Chỗ này là F u phẩy chứ không phải F phẩy u. Đó, nó khác bài trên. Thế thì à, với bài này thì trước tiên người ta sẽ tìm cái quan hệ x với f phẩy x đã, thì ta sẽ có x này là ta đặt u bằng 2 trừ x này, rồi g gx chúng ta đạo hàm thằng này luôn đúng không, đạo hàm thằng này thì một u phẩy là 2 trừ x phẩy, 2 trừ x phẩy bằng trừ 1 đúng không, trừ 1 nhân f phẩy của 2 trừ x đó, ta lưu ý như vậy được chưa, bây giờ xong rồi đấy rồi. Rồi ok, đến đây chúng ta sẽ có là trừ vô cùng này, cộng vô cùng này. Rồi. Rồi, tiếp tục này. Thằng này trừ 4, 1, 4, trừ 4, 1, 4. Rồi, ở đây là bằng 0, 0, 0. Dấu của thằng này thì đây là âm này, âm dương, âm dương, âm dương, âm dương. Tiếp tục ta mới quan tâm đến dòng thứ hai. Thằng này trừ thì thành gì? Thành cộng vô cùng. Bởi vì đây là trừ mới trừ là cộng đây. Thằng này cộng là trừ vô cùng. Tại trừ 4 thay vào đây. Trừ 4 thì là 6. 1 thay đây là 1. Đúng không? Còn 4 thay đây nó trừ 2. Ok. Thế đây là u với trừ f phải u. Vậy chúng ta sẽ từ đây ta sẽ suy ra cái thằng x này. Với f phải x nhá. Đó. Trừ vô cùng này đó, chúng ta đương nhiên khi vẽ cái này chúng ta phải vẽ thuận là trừ vô cùng này cho đến cộng vô cùng này, rồi chúng ta thấy đây chính là u với f phải u là chỗ nằm chỗ này, thì chúng ta trừ vô cùng đến trừ 2 này, trừ 2 rồi đến 1 này, rồi đến 6 này, được chưa, rồi chúng ta chắc chắn chỗ này nó không hết này và đương nhiên nó sẽ đổi dấu này, nhưng tuy nhiên chúng ta đây là trừ f phải của 2 trừ x, đây chúng ta ví dụ xét từ trừ vô cùng đến trừ 2 nhá, trừ vô cùng đến trừ 2 thì nó dương đúng không, trừ f phẩy của 2 chữ x thì nó dương, thế thì đương nhiên là f phẩy của 2 chữ x thì nó sẽ âm, tức là f phẩy u đúng không, rồi thì chỗ này là âm này, chỗ này sẽ dương này, chỗ này sẽ âm này, chỗ này sẽ dương đó, thì đây chúng ta sẽ được dấu của cái thằng nào đấy chưa nhỉ. Rồi. Thế thực ra những cái bài mà bài thuận ấy, tức là không phải là chuyên ngữ hàm, thì người ta sẽ cho cái bảng mà chúng ta tìm này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bắt buộc làm phía đằng sau. Đó, nhưng cái bài này thì chúng ta mất một thời gian là chúng ta phải truy về thằng này trước, đúng không? Dựa vào cái đồ thị hàm số này truy ngược với cái hàm x và f x. Đó. Thế bây giờ thì bài toán nó trở thành về bài toán hàm hợp bình thường rồi. À, hàm thuận rồi thì người ta xét thằng này thôi, y bằng này. F của x bình cộng với 2 trừ đi x mũ 3 cộng với 2x bình
trừ x cộng với 2021, cái số đằng sau này chẳng quan trọng, chỗ này cộng 10 tỷ chẳng sao cả, đúng không? Rồi bên tính đạo hàm thôi, y phẩy đạo hàm này thì bằng 2x này nhân f phẩy của x bình cộng với 2 này, rồi trừ đi 1 phần 3 này x bình phương này cộng với 4x trừ 1. Ok, cái dạng này là dạng mà chúng ta thấy là nó chính là một cái hàm, ví dụ như thầy coi như đây là một cái hàm ux và cả cụm đằng sau nó là hàm vx, thế đây chính là ux cộng vx đó. Mà chúng ta thấy này, cái bảng biến thiên ấy nó không cho giá trị cụ thể hay không đồ thị, thì với cái dạng này là chắc chắn chúng ta phải xét rồi, xét dạng ux và vx cùng dương hoặc cùng âm. Nói tóm lại là ở đây chúng ta nói nghịch biến, nghịch biến thì nó phải cùng âm, cùng âm cộng với nhau thì chắc chắn là âm, cùng dương cộng nhau chắc chắn là dương. Thế còn một thằng dương một thằng âm cộng với nhau thì phụ thuộc vào giá trị của thằng nào dương lớn hơn thì nó sẽ giấu ở dấu dương, âm lớn hơn thì sẽ là dấu âm, đúng không? Cái này chúng ta biết rồi. Thế thì với bài toán này tại sao cái chỗ mà hai thằng khác giấu ấy, thì chúng ta sẽ không xét được dấu của nó phụ thuộc cái giá trị của hai thằng này. Mà giá trị của hai thằng này thì chúng ta thấy là thằng này thì giá trị của cái thằng Vx mình có thể xét được, nhưng thằng giá trị của thằng Ux này, này thì chúng ta không xác định được, bởi vì ở đây nó chỉ nói về dấu, hay cái đồ bảng biến thiên này, à cái đồ thị này nó cũng nói về dấu thôi, tức là dương với âm thôi, như đây chúng ta không biết vào bằng bao nhiêu cả. Đấy, nó không cho cụ thể cái đỉnh những giá trị này cụ thể là bằng bao nhiêu, nó chỉ cho cái điểm cắt này, do đó các giá trị của nó là gì nó không quan tâm. Vì vậy ở đây chúng ta bài toán này chính là bài toán là làm cái hàm Ux cộng với, hay là ngày xưa thầy có trên kênh của thầy có cái video liên quan đến đấy, đồng biến nghịch biến của hàm là FU cộng với thằng H, HX đấy, thì chính là cái dạng này luôn. Đấy. Thì chúng ta có thể xem lại. Thế đây chúng ta sẽ lập cái bảng. Đấy. Trong trường hợp này thì mình phải xét làm sao để thằng VX này, nghịch biến này, xét VX, VX với thằng UX là cùng âm trong cái khoảng nào, trong cái khoảng nào. Ok, thế thì bây giờ ta sẽ làm nào? Trước tiên thì cái thằng UX này mình gọi là VX nhá, VX này mình sẽ xét thằng VX chính là bằng trừ 1 phần 3 x bình cộng với 4x trừ 1. Thế thằng này muốn xét dấu của nó thì phải xét bằng 0 thì tương đương với x bằng mấy? X bằng bao nhiêu nhỉ? Ở đây thì chắc là bấm máy rồi nhỉ? Đúng không? Thế trên 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 mình đạo hàm kiểu gì nhỉ? Chỗ này đạo hàm kiểu gì nhỉ? Nói đạo hàm thầy đạo hàm sai rồi. Ôi đạo hàm sai nguy hiểm quá. Thế là 3x bình mà. Đúng không? Đó. Chỗ này là gì? Là 3. Đấy, nói nhiều quá thật sai. Được chưa? Thì đây là A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm bằng 1 này. Và một nghiệm là C trên A tức là x bằng gì? 1 phần 3. Đó. Thế còn mình thằng thằng UX này bằng 2x nhân với f phẩy của x bình cộng 2 bằng 0, thì chúng ta sẽ có là thứ nhất là x bằng 0 và cái thằng f phẩy của x bình cộng với 2 bằng 0. Mình sẽ giải cái thằng này ra, mình sẽ giải thằng này ra thì đương nhiên là f phẩy x bằng 0 tại trừ 2, 1 và 6, thì f phẩy của x bình cộng 2 bằng 0 thì sẽ tương đương với gì? Tương đương với x bằng 0 thì trên này vẫn vậy nhá, là x bình cộng 2 bằng trừ 2 này, x bình cộng 2 bằng 1 này, x bình cộng 2 bằng 6. Và thằng này tên vô nghiệm này. Đó. Vậy chúng ta chỉ còn là x bằng 0 và x bằng cộng trừ 2. Đó, thì bây giờ ta sẽ lập cái bảng xét dấu. Thì đây chính là cái dạng lập bảng xét dấu đây. Thì ta sẽ có là x này, y phẩy này. À từ từ y phải bình tĩnh. Mình sẽ có cái thằng UX này. Vế trước đi. Đấy, vế trước nha, vế này. Đó, trên này chúng ta sẽ có vế. Vế này. Rồi thằng UX này. Rồi thằng y phải này, đó. Rồi mình sẽ chưa, các nghiệm của nó là trừ 2 này là nhỏ nhất, xong đến 0 này, đến 1 phần 3, rồi đến 1 đến 2, đúng không?
trừ vô cùng trước này. Rồi chúng ta sẽ có cộng vô cùng đây này. Trừ 2. Rồi. Sau đến 0. Rồi đến 1 phần 3. Rồi đến 1. Rồi đến 2. Rồi, ok. Đấy. Thế ta thấy là xét cái thằng vế trước này. À, tại 1 và 1 phần 3 nó bằng 0 này. 1 và 1 phần 3 nó bằng 0 này. 0, 0 này. Rồi đây mình ngăn cách ra thôi. Gạch để biết phân vùng thôi. Đó. Thì trong trái ngoài cùng này, trong trái ngoài cùng đây là tam thức bậc hai mà. Trong thì trái dấu với hệ số A đây là âm này. Âm thì nó là dương. Trong khoảng là dương này. Ngoài âm này, âm này. Âm, âm, âm. Rồi cái thằng dưới thì tại 0 trừ 2 là 0 này. 0 này. Đấy 0 này. Đương nhiên đoạn này ta phân cách cho thôi. Rồi hết rồi. Thế đây muốn xét dấu này thì người ta phải dựa vào cái bảng biến thiên, bởi vì đây nó liên quan đến f phải, đúng không? Thì mình đây mình sẽ viết đây xét cho dễ này, xét cho thằng vx nhá, đây là v ux nhá, ux trừ 2 này, 0 này, 2 này. Thế mình lấy đồng 1 đi, 1 thay 1 đây thì u tại 1 ux này, đúng không? Ux u tại 1 này, u tại 1 thì đây nó bằng 2 nhân với f phải tại mấy? Tại 3. Đúng không? F phẩy tại 3, F phẩy tại 3, 3 ở đây đúng không? 3 đây. F phẩy đây thì nó bằng âm. Vậy chỗ này nó âm này. Còn không, vậy để âm này, để dương này. Nên là dương này, để âm này, đúng không? Vậy người ta sẽ soi những cái bảng dưới này. Là thằng này nó sẽ là âm này. Đúng chưa? Rồi sự từ trừ 2 đến 0 là nó dương này, đúng không? Thì chỗ này là âm này. Âm này. Âm này, bên này là dương, được chưa? Rồi. Thế thì đây chúng ta sẽ y phẩy là bằng ux cộng vx này. Thì chỗ này là âm này. Đó, chỗ này thì chúng ta gạch thôi nhá. Gạch phân cách thôi. Thì không biết nó có bằng không hay không. Đó, gạch phân cách thôi nhá. Âm cộng dương thì không xác định này. Không xác định dấu nhá. Không xác định dấu. Thực ra mình chưa xác định được dấu của nó. Bởi vì thằng nào lớn hơn thì nó mang dấu bằng đấy. Thằng này âm với thằng âm. Thì chắc chắn là âm này. Âm này. Đúng không? Thằng này cũng không xác định dấu, không xác định được dấu. Thằng này là âm, thằng này cũng không xác định dấu. Đó. Vậy thì ta xem nào. Ở đây thì chắc chắn nghịch biến. Chắc chắn nghịch biến có trừ vô cùng đến trừ 2, 0 đến 1 phần 3 và 1, 2. Đúng không? Xem đáp án là gì. Đó. Thì đây là trừ vô cùng đến trừ 1, trừ 1 nó nằm đây. Thì cũng có thể, nhưng mà nó không chắc chắn. Đúng không? Hay nói khác là có trường hợp nó vẫn âm thì vậy thì chắc chắn loại này ta bỏ rồi. Đó, đó thằng này bỏ luôn này. 0 đến 1, 0 đến 1 thì chỗ này là 1 đây này. Cũng thế, bỏ. 1 đến 2, à 1 đến 2 thì mình khoanh vào. Đúng không? 1, 2, được rồi. 2 đến cộng vô cùng thì cũng vậy thôi. Đó. Ok, nếu này những bài này mà chúng ta bấm Casio ấy, thì chúng ta thấy là cũng nếu chúng ta sử dụng Casio, cái chỗ mài này thì chúng ta cần lưu ý này. Đôi khi ta sẽ bấm máy ta sẽ có một cái vì đây nó không xác định này, có thể ta bấm máy vẫn có thể đáp án A được đó. Đó. Nhưng mà chúng ta thay đổi cái giá trị của cái thằng f phẩy x này này thì đôi khi A nó lại không thỏa mãn. Vì vậy chúng ta lưu ý là vì ở đây người ta bài toán người ta không cho giá trị của f phẩy x mà người ta chỉ cho dấu. Vậy nói tóm lại lại là đây này, nếu như người bấm máy Casio ta chú ý khi mà bấm Casio thì người ta sẽ xét là f phẩy x ấy. Là chính là bằng gì, nó phụ thuộc vào dấu này thì tí nữa thầy sẽ nói dấu sau nhé, là a là chắc chắn là a này nhân với x trừ 2 cộng 2 này nhân với x trừ 1 này nhân với x trừ 6 đúng không? Trong trường hợp này là ví dụ tay tại 0, tại 0 thì nó là dương, 0 là dương thì a nó phải lớn 0 này, trong trường hợp này a là lớn 0 này, được chưa? A lớn 0, a có thể chọn lớn 0 bất kỳ. Đó. Thế thì vì cái lớn hơn 0, dương lớn không bất kỳ này thì chúng ta thấy cái giá trị của f phẩy nó thay đổi. F phải thay đổi do đó thì cái dấu ở đây này, cái dấu ở đây, cái thằng u với v này, giá trị của thằng v, thằng ux này nó thay đổi, vx thì không thay đổi nhá, nhưng thằng ux nó sẽ thay đổi. Thế ux nó thay đổi thì lúc nó nếu như nó lớn, lớn hơn cái thằng này thì nó sẽ giá trị gì? Nó là giá trị dương, thì chỗ này sẽ là dương này. Nhưng nếu như thay đổi mà nó nhỏ hơn thằng này, thằng ux nó nhỏ hơn thằng vx thì nó thành âm, thì nó vẫn nghịch biến bình thường đó. Nhưng mà nó gì?
nó lại bị thay đổi. Do đó bài toán là ý nó hỏi là chắc chắn trong cái vùng nào. Đó, hiểu như vậy. Đấy, vậy thì chắc chắn trong vùng này, dù cái giá trị của cái thằng UX nó lớn hơn không hay nó nhỏ hơn, à, nó dương hay nó à thôi, tức là nó lớn hay nó nhỏ thì kiểu gì chỗ này nó vẫn âm, kiểu gì âm, và thằng trên này cũng vẫn âm, thì hai thằng này âm cộng âm thì nó âm. Đấy, lưu ý đây, bài toán ta phải hiểu bản bản chất thế một chút nên ta mới ok được. Đấy, tóm lại là chỗ này thầy giảng khá là kỹ để chúng ta hiểu rõ về bản chất tại sao như vậy. Đó, thì đây là cái dạng toán mà cộng vào. Đấy. Thực ra cái phần truy hợp hàm ở đây thì nó sẽ chỉ có một chút rất là nhỏ thôi. Đấy, vì nó đơn giản mà. Đấy, nhưng mà chúng ta nhìn thấy phần truy ngược này là chúng ta thấy khó khăn rồi. Ok, thì này, video của thầy trong cái video này thì phần này thì thầy tạm dừng ở đây thôi vì nó khá là dài rồi. Thế thực chất thì trong cái video này thì cái phần truy ngược hàm nó không có gì là ghê gớm cả, nó quá là đơn giản thôi. Còn cái phần đằng sau, phần đồng biến nghịch biến của hàm FU và cái phần cực trị của hàm FU mới là cái quan trọng. Giải quyết khá là nhiều cái lượng kiến thức mà chúng ta cần. Nếu chúng ta xem thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng khá là bổ ích, thì nghĩ là nó khá là bổ ích đối với chúng ta trong những trường hợp mà liên quan hàm FU, ngoài cái việc mà là hàm truy ngược sao, truy ngược hàm số. Thực ra truy ngược hàm số nó chỉ có đoạn đầu thế thôi. Đó. Thì với những bài toán mà chúng ta có cái hàm xét cái hàm FU thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán nó rất là đơn giản, đúng không? Đó, ok. Rồi, video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em chú ý theo dõi. Nếu em thấy hay và bổ ích thì hãy comment này, đăng ký kênh của thầy, rồi like chia sẻ giúp thầy để thầy phát triển kênh, để thầy có động lực để ra các video các phần tiếp theo. Nếu các em mà cũng nói tóm lại là khi mà các thầy cô làm video rất mong muốn là có nhiều người quan tâm, nhiều người xem video thì các thầy cô mới có động lực để làm các phần tiếp theo. Còn nếu như mà ra mà không có bạn nào quan tâm, bạn nào xem thì các thầy cô cũng thấy là làm cũng thấy mình công mình bỏ ra nó cũng khá là mình thấy là nó phí quá nên là các thầy cô cũng sẽ không làm nữa. Đấy. Nói tóm lại là phải có người người xem và người quan tâm đến cái video của mình thì các thầy cô mới tiếp tục có động lực để làm video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.